Kiểm tra sổ đỏ thật giả trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng nhà đất rất quan trọng, vì nhà đất phải có sổ đỏ mới được chuyển nhượng, trừ một số trường hợp. Như vậy, làm cách nào để phân biệt được sổ đỏ thật giả và có thể kiểm tra chính xác sổ đỏ thật giả tại đâu? Để làm rõ những vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Hoàng Đạo, Phó Giám đốc Văn phòng Luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự. Thưa luật sư, là làm cách nào chúng ta có thể kiểm tra là sổ đỏ thật hay giả? Về kiểm tra sổ đỏ thật hay là sổ đỏ giả, thì thứ nhất ấy là chúng ta có thể kiểm tra theo hình thức là trực quan. Trực quan tức là mắt chúng ta nhìn. Tuy nhiên nó sẽ không chính xác 100% được. Mắt chúng ta nhìn ấy, thì thứ nhất ấy là chúng ta phải để ý xem là cái sổ đỏ thật và sổ đỏ giả. Nếu chúng ta để gần nhau ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái sổ đỏ giả ấy, thì thường các hoa văn họa tiết của nó sẽ không sắc nét và nó không cân đối như sổ đỏ thật. Đó. Cái thứ hai ấy là quốc huy của mình là dấu nổi chẳng hạn. Đấy thì thông thường ấy thì bên những cái đơn vị mà người ta làm sổ đỏ giả ấy, thì cái sổ đỏ đấy để tránh đi những cái lộ liễu ấy, thì họ hay ép plastic, thì chúng ta cũng phải để ý. Và thấy khi chúng ta thấy dấu hiệu những cái sổ đỏ mà có, thứ nhất là cái hình thức của nó không được sắc nét này, hoặc là sổ đỏ mà ép plastic chẳng hạn. Vậy thưa luật sư, là để có thể kiểm tra sổ đỏ thật thì chúng ta có thể kiểm tra ở đâu? Tức là ở đây để xác định được sổ đỏ thật hay sổ đỏ giả ấy, thì thứ nhất là mình có thể gửi yêu cầu tới cái phòng quản lý đất đai ấy, ở cấp quận hoặc cấp huyện thị xã. Đấy thì họ sẽ cung cấp cái thông tin về cái bất động sản đó cho mình. Mình sẽ đối chiếu lại với cái sổ đỏ mà mình đang cầm trên tay, nó có khớp với nhau hay không. Đó. Thì đấy là một cái để là mình đã đảm để là mình ít nhiều mình củng cố sự đảm bảo là cái sổ đỏ đấy nó có thật hay không đã. Trong trường hợp mà nó có những cái dấu hiệu làm giả thì mình có thể làm đơn tố cáo ra công an. Đấy, và mình có thể gửi đơn đến Viện Khoa học Hình sự. Hiện nay dân sự của mình thì có thể gửi qua Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, còn qua những cái bên quân đội chẳng hạn thì có những cái Viện Khoa học Hình sự của bên quân đội nữa. Một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của luật sư đối với Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề xuất Thủ tướng một số giải pháp nhằm triển khai hiệu quả dự án đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Theo đó, Bộ đề xuất Thủ tướng lập tổ công tác xây dựng đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam do Thủ tướng đứng đầu. Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam có quy mô rất lớn, ảnh hưởng sâu rộng và lâu dài đến phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, có tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ phức tạp, nguồn lực đầu tư đặc biệt lớn. Đây là dự án chưa có tiền lệ, lần đầu được triển khai tại Việt Nam nên cần có sự chỉ đạo tập trung từ cấp cao nhất, có quyết tâm chính trị mạnh mẽ. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có tờ trình gửi Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua chủ trương định hướng phát triển không gian và hạ tầng đô thị đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045. Theo đó, Hà Nội sẽ phát triển hai thành phố mới ở phía Bắc Sông Hồng, khu vực Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn và phía Tây, đô thị Hòa Lạc và đô thị Xuân Mai với tổng diện tích 884 km2. Quy mô dân số vào năm 2045 khoảng 4,45 triệu người. Với thành phố phía Bắc, Hà Nội định hướng chức năng đô thị dịch vụ, hội nhập quốc tế gắn với cảng hàng không quốc tế Nội Bài, hành lang kinh tế quốc gia gắn với trục động lực phát triển Nhật Tân, Nội Bài. Tính chất chức năng chính là đô thị thông minh. Với thành phố phía Tây, phạm vi nghiên cứu bao gồm đô thị Hòa Lạc và đô thị Xuân Mai, nghiên cứu phát triển mở rộng đến sông Tích, sông Bùi. Đây là thành phố khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo với hướng hiện đại, sinh thái, cao, thấp tầng. Thị trường bất động sản quý 2 năm 2023 tiếp tục rơi vào cảnh ảm đạm khi chỉ có 36 căn nhà liền thổ được bán thành công tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó là số liệu vừa được công ty JLL Việt Nam công bố. Theo đó, trong 3 tháng qua, chỉ có 36 căn nhà liền thổ ở thành phố Hồ Chí Minh được giao dịch thành công, theo JLL Việt Nam. Các sản phẩm trên thị trường sơ cấp chủ yếu là hàng tồn kho, có giá trị giao dịch lớn 1 triệu đô la Mỹ trên một căn, nên giao dịch càng hạn chế trong bối cảnh tâm lý thị trường thận trọng. JLL Việt Nam dự báo, trong 6 tháng cuối năm, nguồn cung của thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn chịu áp lực. Thị trường căn hộ cao cấp dự kiến sẽ chào đón thêm khoảng 1.900 căn, thấp hơn 53% so với lượng mở bán mới trong 6 tháng đầu năm. Phân khúc nhà liền thổ dự kiến chào đón khoảng 300 căn, đến từ hai dự án mở bán mới ở thành phố Thủ Đức và quận Bình Tân.
Kính thưa quý vị, tranh chấp quỹ bảo trì tại các khu chung cư cho đến nay vẫn chưa có hồi kết. Dù đã có chế tài xử phạt liên quan đến việc chủ đầu tư chậm trễ trong việc bàn giao quỹ bảo trì cho ban quản trị khu chung cư, nhưng tình trạng này vẫn diễn ra phổ biến và tranh chấp ngày càng trở nên phức tạp. Nhiều ý kiến cho rằng bên cạnh những quy định đã có để giải quyết dứt điểm tình trạng này, vai trò của chính quyền địa phương là hết sức quan trọng. Chất lượng xuống cấp, các tiện ích không được bảo trì, bảo dưỡng, xe chở rác đi chung một thang máy với người dân, hệ thống máy lạnh dưới tầng hầm tắt, hầm gửi xe ô tô thành xe máy. Đó là thực tế diễn ra tại chung cư Ecolec View 32 Đại Từ kéo dài suốt thời gian qua. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống của hơn 1.200 căn hộ đang sinh sống tại đây. Cái việc bàn giao các tài sản, trang thiết bị mà thuộc về sở hữu chung gồm cả quỹ bảo trì cũng như là các cái hiện trạng tài sản ở cụm nhà chung cư này là chủ đầu tư phải bàn giao, thứ nhất là theo đúng thời hạn, theo đúng quy định của pháp luật. Tình trạng này cũng đã và đang diễn ra tại Hòa Bình Golden City. Người dân bức xúc khi chủ đầu tư cố tình chây ý không bàn giao quỹ bảo trì chung cư cho ban quản trị. Người dân về ở mãi, không được cấp sổ đỏ. Chủ đầu tư gần như là không có một cái động thái gì, cho nên là hiện nay là rất nhiều cư dân đã khởi kiện chủ đầu tư. Theo thống kê của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tại Hà Nội, có đến 129 chung cư có tranh chấp khiếu kiện, trong đó phần lớn là trường hợp chưa bàn giao quỹ bảo trì. Nhận định của các luật sư, trong trường hợp tranh chấp, nguyên tắc đầu tiên vẫn là thương lượng, hòa giải. Tuy nhiên, nếu chủ đầu tư vẫn chây ý, người dân hoàn toàn có thể khởi kiện. Tôi vẫn đề cao cái vai trò, đó là vai trò thực hiện các quy định về biện pháp tư pháp theo áp dụng quy định của tố tụng dân sự, áp dụng các quy định liên quan đến về việc thương lượng hòa giải để đảm bảo cái quyền của mình trong quá trình thực hiện. Và đồng thời nữa là tất cả trong quá trình thực hiện cái quy định đó thể hiện bằng văn bản. Thì trong cái giải pháp chính ấy, thì cái giải pháp đầu tiên mà thành phố cũng ưu tiên, tức là sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng và các cơ quan để làm sao tham mưu cho chính phủ và Quốc hội để ban hành cái luật nhờ, và trong đó thì chúng ta cũng bổ sung được một số những cái quy định rõ ràng, nó cụ thể hơn trong quá trình mà quản lý vận hành nhà chung cư. Cũng theo các chuyên gia, để giải quyết dứt điểm tranh chấp phí bảo trì chung cư, cần phải có chế tài xử lý nghiêm chủ đầu tư vi phạm trong quản lý nhà chung cư, chậm bàn giao kinh phí bảo trì và phát huy vai trò quản lý của Ủy ban Nhân dân cấp phường, xã đối với chủ đầu tư, ban quản trị, tổ dân phố tại các tòa nhà, cụm nhà chung cư. Đến đây bản tin Phố Bất Động Sản ngày 3 tháng 7 xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.